chào nha. Này cái ba nha các bạn, cái ba này không biết danh hiệu từ bao nhiêu nhưng mà mẫu hiện tại đang là 76X. Có chơi hai luôn à, này kinh vậy. Cái này khó chọn mục tiêu, khó chọn mục tiêu cho bảo phanh thôi chứ còn. Tôi mua quá bé, bé xịt rồi. Tại vì nó quá phạm vi anh em ạ. Quả đấy bế xịt tại vì quá phạm vi. Em khi các bạn thằng cái ba nó xoáy ấy, thì thằng võ đan nó bế được nhưng mà phải ở trong phạm vi nhé các bạn. Các bạn quá phạm vi hoặc là chớm chớm thì phạm vi giữa khoảng cách 15 mét ấy, mà chớm chớm nó dịch sang 15 mét rưỡi à, khi bạn bế mà giả sử như cái ba nó chạy đúng cái bước của nó chưa bước hết, nó ở cái bước bước thứ 16 15 mét sang 16 mét ấy. Là kiểu gì bế của bạn dùng nhưng mà nó không được. Như vong từ bế đấy thì nó không xịt nhưng mà nó sao nhỉ, nó phải ở trong phạm vi cơ. Còn một trường hợp nữa đó là các bạn bế nhưng mà bế sát thằng cái bang quá ấy, thì cái xoáy của thằng cái bang ấy nó làm cái như phong từ bế của bạn nó bị ngắn lại, tức là xoáy bế tí hết veo luôn. Đấy là một cái chia sẻ bên lề về việc là như phong từ bế của võ đan, tại vì đánh võ đan nó khó lắm bạn, nó không dễ đâu, võ đan đấy khó lắm. Hơn nữa là bọn đang ác, bọn đang này là bọn đang đang đi khí này, là bọn đang à đâu, bọn đang này bọn đang công ấy chứ đâu, bọn này là bọn đang này là bọn đang công ấy chứ không phải bọn đang khí đâu, bọn đang thuần đấy, đây là bọn đang còn thuần này, thuần chứ không phải là siêu công. Mình lại tưởng là bọn đang khí nhưng không phải. Như là PK do mỗi người nha, nhưng mà khi mà mình quan sát một trận đấu thì phân tích trên những khía cạnh để các bạn xem, các bạn hiểu trận đấu thôi. Còn một cách PK là của mỗi người nha, mình không 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 dạy các bạn hay bảo các bạn phải PK như nào cả nhé. Đây là cái cách đọc trận đấu thôi các bạn.